Theo tin của CNN, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố rằng Mỹ sẽ tịch thu visa hoặc cấm nhập cảnh với 21 công dân Saudi Arabia bị cáo buộc có liên đới tới vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, thì phần lớn trong số 21 này có liên quan tới visa Mỹ. Ngoài ra, thì Mỹ cũng sẽ độc lập tiến hành điều tra vụ việc nhà báo Khashoggi bị sát hại và xem xét khả năng trừng phạt với những cá nhân liên đới vụ việc. Hiện tại, thì Thổ Nhĩ Kỳ đang hợp tác với Mỹ trong quá trình điều tra vụ việc. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA là bà Gina Haspel cũng đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra vụ sát hại.